Hello, my name is Ansai. Let me tell you about my family. There are four people in my family. I have a father, a mother, and an older brother. I am the youngest child in my family. My father is a doctor and my mother is a homemaker. My brother is a middle school student. He is 2 years older than I am. On the weekend, my family often eats out at a restaurant. Goodbye. See you later. Xin chào, mình tên là Anty. Hãy để mình kể các bạn nghe về gia đình của mình nhé. Gia đình của mình có 4 người. Mình có bố, mẹ và một ông anh trai. Mình thì là người nhỏ nhất ở trong nhà. Bố của mình thì là bác sĩ. Mẹ của mình thì là một người nội trợ. Anh của mình là một học sinh cấp 2. Ông ấy thì hơn mình 2 tuổi. Vào ngày cuối tuần thì gia đình mình thường đi ăn ở ngoài nhà hàng. Tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn nha.